Chào mừng quý anh chị đến với podcast Nói từ trái tim. Tôi là Nguyễn Thành Quốc, là người sáng lập Học viện Thuyết trình từ tâm, tổ chức đầu tiên tại Việt Nam, tập trung nghiên cứu và huấn luyện chuyên sâu về lĩnh vực thuyết trình, diễn thuyết, hùng biện. Chuỗi podcast Nói từ trái tim là những chia sẻ về trải nghiệm, kiến thức mà Quốc tích lũy được trong hơn 22 năm nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo về kỹ năng thuyết trình. Hy vọng sẽ hữu ích với quý anh chị. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với chủ đề ngày hôm nay mang tên 7 bí quyết giúp giảm bớt sự nhàm chán, khô khan, tăng sự mượt mà, lôi cuốn khi thuyết trình. Cũng đôi lần chúng ta tự hỏi mình, hình như các phần trong bài thuyết trình của mình có vẻ khô khan, rời rạc quá, không thấy liên kết với nhau cho lắm. Sao mạch trình bày hay bị đứt quãng, vỡ vụn ra từng đoạn thế kia, làm cho người nghe cũng mất tập trung, không chú ý, mà bản thân mình cũng cảm thấy tụt mood, mất cảm xúc, không còn hào hứng để tiếp tục thuyết trình nữa. Rồi khi xem những bài thuyết trình trên các trang TED Talk, tham gia những chương trình huấn luyện chuyên sâu, xem các bài thuyết trình của các chính trị gia nổi tiếng trên thế giới, chúng ta luôn trong trạng thái tròn xoe, mắt nhìn chăm chú, và dường như thế giới xung quanh thu hẹp lại vừa bằng khuôn mặt của người diễn giả ấy vậy. Sao bài thuyết trình mượt mà như dòng nước nhẹ nhàng uốn lượn, từ phần này sang phần khác liền mạch với nhau, cứ như là có chất keo dính vậy. Chất keo ấy không những làm dính các phần trình bày lại với nhau mà còn dính luôn cảm xúc, sự chú ý của chúng ta vào trong đó nữa. Rồi chúng ta còn ngạc nhiên bởi họ trình bày sao mà thuyết phục quá. Lập luận vững chắc, thông điệp họ đưa ra cứ như thể có triết lý cuộc sống vậy. Một trong những lý do họ làm được điều đó là nhờ sử dụng phương pháp transitions, chúng ta có thể gọi là chuyển tiếp linh hoạt trong quá trình thuyết trình. Và dưới đây, tôi chia sẻ đến anh chị 7 cách thức ứng dụng phần chuyển tiếp linh hoạt trong quá trình thuyết trình để giúp có một bài thuyết trình hùng hồn, cuốn hút, hấp dẫn. Thứ nhất, đây là những cụm từ mà anh chị em có thể dùng để giúp gia tăng sự theo dõi, sự chú ý, nắm bắt của người nghe và giúp cho người nghe nắm rõ được trình tự của bài thuyết trình. Một số cụm từ anh chị có thể sử dụng. Ví dụ, đầu tiên là, thứ hai là, thứ ba là, hoặc để bắt đầu, tiếp theo là, và cuối cùng là, hoặc để bắt đầu, tiếp theo là, cuối cùng là, và ngay bây giờ. Thứ hai, anh chị em hãy dùng những cụm từ sau đây để tạo ra lập luận mang tính vững chắc, tạo nên tính thuyết phục của bài thuyết trình. Ví dụ, bên cạnh đó, ngoài ra, hơn thế nữa, mặt khác, hoặc không những mà còn đồng thời, hoặc trong khi đó, tuy nhiên, ngay cả khi, hoặc kết quả là do đó, vì vậy. Thứ ba, anh chị em dùng những cụm từ sau đây để gia tăng tính kết nối và tương tác với người nghe. Thứ nhất, anh chị nào đã từng, theo như các anh chị, chúng ta nên làm gì? Đâu là cách giúp cho chúng ta? Chúng ta có thể sử dụng những cụm từ như vậy để nối kết phần câu hỏi của mình với sự tương tác với người nghe. Thứ tư, anh chị em dùng một số cụm từ sau đây để tạo ra sự cuốn hút nơi người nghe. Khi mà các anh chị kể những câu chuyện cá nhân, và cái cách thức này nó rất là hiệu quả trong quá trình chúng ta diễn thuyết, thuyết trình chuyên nghiệp. Bản thân Quốc là người dùng những phần này rất là nhiều trong quá trình đào tạo, huấn luyện.
và thuyết trình. Ví dụ, tôi còn nhớ. Anh chị em hãy bắt đầu cụm từ này để mở đầu cho phần câu chuyện cá nhân của mình. Tôi còn nhớ cách đây 5 năm về trước. Đó, các anh chị bắt đầu như thế. Hoặc, quý vị biết không, khi tôi còn là. Các anh chị thêm đằng sau vào. Ví dụ, quý vị biết không, khi tôi còn là sinh viên đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Đó, các anh chị kể câu chuyện nó ra. Hoặc, cách đây 15 năm trước, khi tôi tham gia. Khi tôi làm cái gì đó. Cách đây 15 năm trước, khi tôi. Các anh chị hãy bắt đầu bằng một con số về mặt thời gian. Khi anh chị bắt đầu như thế thì sẽ đưa người nghe ngay lập tức tập trung chú ý vào phần câu chuyện của anh chị kể. Anh chị hãy thử ứng dụng nha. Thứ năm, để gia tăng tính tò mò và người nghe muốn tiếp tục được nghe thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp tạm dừng, hay nói cách khác là im lặng. Tuy nhiên, im lặng không có nghĩa là không làm gì nhé. Im lặng ở đây là mình giữ một cái khoảng thời gian, ví dụ 1 giây, 3 giây, 5 giây giữa các phần với nhau. Ví dụ giữa phần mở bài với phần thân bài, giữa phần thân bài với phần kết bài. Hoặc các anh chị giữ im lặng trong một khoảng thời gian ngắn để chuyển tiếp từ ý này sang ý khác, từ phần 1 sang phần 2. Nếu như anh chị sử dụng phương pháp tạm dừng này một cách hiệu quả, nó cũng tạo ra hiệu ứng rất là tuyệt vời trong quá trình chúng ta thuyết trình. Có một cái lưu ý nhỏ chia sẻ với anh chị là tạm dừng ở đây không có nghĩa là không làm gì, mà là chỉ không nói, không trình bày thôi. Nhưng mà biểu cảm trên gương mặt các anh chị vẫn có, hoặc các anh chị có thể di chuyển. Các anh chị nhớ nhé. Thứ sáu, tạo ra sự hồi hộp, chờ đợi trong thinh lặng của người nghe bằng phương pháp thay đổi vị trí đứng. Có nghĩa là gì? Trong quá trình các anh chị thuyết trình, các anh chị có thể di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác. Thường thì chúng ta sẽ không nên nói gì khi di chuyển, vì điều này góp phần tạo nên sự chờ đợi trong khát khao của người nghe. Chúng ta nên sử dụng phương pháp này trong trường hợp muốn đưa ra một ý tưởng mới, giới thiệu sang một phần khác sẽ rất là hiệu quả. Vì sự di chuyển của người trình bày cũng sẽ tạo nên sự di chuyển trong suy nghĩ của người nghe. Anh chị tham khảo các bài diễn thuyết trên TED Talk, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều trường hợp này. Những vị diễn giả đó, họ im lặng, họ tạm dừng. Trong quá trình đó họ di chuyển. Và khi họ di chuyển đến một vị trí mới, họ bắt đầu họ nói. Cách thứ bảy, tạo ra những trạng thái cảm xúc mới cho người nghe bằng cách sử dụng video clip hoặc hình ảnh. Đây là cách đơn giản, chúng ta rất là dễ dàng để áp dụng trong quá trình thuyết trình, đào tạo nội bộ. Cách này tạo ra những cảm xúc mới vì nó trực quan, nó sống động, nó rất là thú vị. Ví dụ khi các anh chị thuyết trình về một chủ đề nào đó, các anh chị lên trên YouTube, các anh chị search cái tựa đề tương tự, nó sẽ ra rất nhiều các video clip. Anh chị hãy tải cái video clip đó về và các anh chị sử dụng trong quá trình thuyết trình. Tôi hy vọng rằng với 7 cách thức mà tôi vừa nêu ra, nó sẽ giúp cho bài thuyết trình của anh chị bớt nhàm chán, bớt khô khan đi và tạo ra sự cuốn hút, sự lôi cuốn nơi người nghe. Tôi cảm ơn các anh chị rất nhiều đã theo dõi podcast lần này. Nếu như thấy hữu ích, hãy subscribe kênh, hãy comment bên dưới để tôi biết nhé. Qua đó nó cũng giúp tôi có động lực để thực hiện những cái podcast số tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.